Chửi đi. Ừ, chắc sao cho nó đủ 165 cái. Còn cái hành lý để bên ngoài này có gì để lấy cái hành lý nó dễ lấy xuống. À, chào cả nhà. Bây giờ là 12 giờ 30 phút. Sang chuẩn bị chất mấy cái mền đầu lên đi Ninh Hòa, thì dự trù cho nó 235 người mùng, nhưng mà trong đó thì bây giờ mền thì không có mùng không có đủ số lượng, cho nên nó nếu mà mình cho vậy thì rất là kỳ, cho nên Sang chỉ mời là 165 người mùng cho ở Ninh Hòa, thì lúc ra ngoài mà Sang sẽ cho là mỗi người cái mùng mới. Bữa kia Sang đi trở về á, bữa nay Sang vô đóng gói hết rồi, đóng gói xong 165 cái, thì bên cạnh mình cho mùng cho anh ta thì mình cho mỗi người 10 ký gạo với một thùng mì, rồi chỉ có bấy nhiêu đó để mà gửi tới những người mùng Ninh Hòa. Thì mong rằng những cái chuyến đi sau thì tiếp tục đón nhận cái sự đồng hành của quý vị, thì để mà có những cái chuyến mà Sang chuẩn bị đi vào ngày 22 đi cho tới 25 đi ra Tum Tum rồi tổ chức cái đêm lễ Noel cho 5.000 người nghèo ở ngoài. Chuyến đi đó thì Sang sẽ lựa chọn cho ít quà cho trở leo như là quần áo, dép nít. Thì nếu như mà tới những bữa đó mà có được thêm mà quý vị nào cũng cho cái gì đó, thì Sang mới có đủ kinh phí rồi để mà mua cho thêm. Thì trong đó thì mình phải cho thêm bánh kẹo, thì con nít ở ngoài đó rất là nhiều, cho nên đó thì Sang cũng báo sơ để quý vị nắm rõ về cái vấn đề này. Rồi từ ngày 26 đổ đi thì Sang mới là về Cờ Đỏ, rồi về Cờ Đỏ 2 ngày, quay về sau đó Sang mới đi Thái Lan qua tới tháng 1 rồi Sang mới quay lại về Việt Nam. Quay về Việt Nam Sang mới đi tiếp cái chương trình ở ngoài Đức Trọng cho trâu cái những cái lọc nước mà đợt trước mà Sang chưa đi trâu á, thì cho nên nó Sang nó quay ra ngoài rồi tới ngày em học sinh ngoài Đức Trọng. Sau khi Đức Trọng về có những cái chương trình đó thì nguyện đi khắp 6 tỉnh, từ ở ngoài Tum Tum đổ ngược vô tới Gia Lai, Buôn Ma, Đắk Lắk, rồi vô những cái vùng sâu vùng xa, đến tới cho những người nghèo đó là 6 gần 3.500 phần quà. Chuyến đi này nó rất là công phu, thì về cái gạo đồ lương thực dầu ăn mấy cái đồ tiếp tế lương thực đồ là chở cho dự trù chở đi rồi 2 xe tải, cho nên đó thì dần tới ngày đó là cái mình sẽ đi vào ngày 18 Tết cho tới 22 Tết, rồi tới ngày 23 đưa ông táo về trời á đó. Đó thì đi 5 ngày đến 6 ngày thì đi cái hành trình đó rất là gian nan. Thì nếu mà quý vị nào muốn đóng góp thêm á thì cứ báo cho Sang trước để Sang có chuẩn bị quà đủ kinh phí để chuẩn bị quà, chứ sau còn vừa để chứ anh lấy cái gì bỏ thằng trước hả bậy bạ cái ba ly sao rồi nhét qua ba lô thì mình dễ rồi, bỏ cái ba ly vô cái hộp gấp đi, bỏ cái ly vô gấp đi. Rồi trong đó Sang cũng thông báo luôn cái tình trạng của chú ba nuôi. Thông báo cái chuyện của ông ba nuôi thì để cho quý vị mình, thứ nhất là ông ba nuôi sau cái bữa mà ông than đau á, Sang có nhờ mấy anh em bên nhóm của em Bích nắm gạo tình thương cùng với Sang đi phát gạo hàng tháng á, thì nhớ kêu em Bích nó chạy vô, thì em Bích ở gần ở dưới, ở địa phương dưới, rồi chạy vô để chăm sóc cho ba nuôi cũng như mua thuốc, rồi đã ba nuôi đi khám bệnh. Giờ Sang cho quý vị xem sơ qua cái tình trạng của ba nuôi ha. Thì bên cạnh đó thì Sang cũng có nhờ người nấu cơm cho ba nuôi ăn hàng ngày. Thì bắt đầu chính thức của ngày hôm nay thì người ta sẽ nấu cơm đem vô, thì người ta không lấy tiền công nhưng mà cái chi phí phải trả lại cho người ta. Đây, sau khi mà Sang về á, Sang nhờ mấy anh em
vô nhà ông ba nuôi để mà chăm sóc cho ông. Thì cát cũng được bơm vô luôn rồi nha quý vị. Đó, đó thầy đang làm. Đó ông ba nuôi đang ngồi, không biết quý vị thấy không? Ăn giờ mang máy cử rồi không? Thì thật ra ông té ông hang đau nhưng mà không có gì hết. Sau khi kiểm tra là ông bị sốt, thì do ông bị sốt thì chỉ có mua thuốc sốt rồi với lại thuốc mà bổ để cho ông uống. Nhà hôm nay đang lông cát bơm cát lên nè quý vị thấy không? Đó. Đang lông cát với bơm cát lên. Dọn sạch đồ trong nhà ra đó, giờ chỉ còn có cái giường. Mà hiện tại bây giờ đó là đưa qua nhà con ngủ đỡ thì không có được rồi. Rồi tạm làm tới đâu rồi giờ ông qua tới đó chịu cực có bưng qua bưng lại bưng ông qua ông lại, rồi sau khi làm nhà xong rồi sang mới bỏ hết tất tần tật. Lúc đó mới mua giường mới rồi về cho ông nè, ông nằm. Rồi mua cho ông cái võng. Đó đây em bích sang đó nhà em bích vô. Em bớt bên nhóm nấm gạo tình thường chung với lại cái hội chú Sang. Đó, đó là hoàn cảnh của nhà ông ba nuôi đó. Thì phải xoa bóp cái lưng cho ông nè. Thì thông báo quý vị á, thật sự ra không dạy giờ á, thợ vô làm á, người nào ném chạy hết. Lý do biết sao mấy đứa nó đeo khẩu trang quý vị. Quý vị nhìn thấy không? Đó. Quý vị biết sao vô nó đeo khẩu trang không? Là do thứ nhất á, là nhà hôm qua nuôi ông hôi lắm. Rồi bản thân ba nuôi rất là hôi rồi. Cho nên đó là phải tắm rửa ông đàng hoàng. Rồi mới ấy. Rồi tụi nó mỗi lần ông bảo em thợ hồ vô làm á, thì chịu nổi thợ hồ chạy hết trơn à. Rồi đâm ra còn bây giờ còn có hai người á, có mình ông Út Gạo ông làm thôi. Đó. Rồi mấy người kia vô làm tí, mấy người kia cũng đi, có không có ai dám ngồi lâu đó. Cái hình ảnh ông ba nuôi ngồi vậy nè được rồi nè. Rồi mấy đứa chung vô mùng rồi để mà làm nè. Đó. Thì nói chung rồi ông ăn uống xong rồi cho ông ngửi ngơi đồ này kia rồi thay đồ vô. Thì ông ba nuôi thì nói chung là mọi quý vị cũng yên tâm đi. Sang không có mặt nhưng mà Sang có thể là nhờ điều động mấy anh em ở dưới để mà giúp cho ông ba nuôi. Đó là cái nền này lông cát lên nó trên nè. Đó đi không gì thấy không? Thì cũng gắng tranh thủ mà rảnh thời gian lúc nào để làm lúc đó. Thì để giúp cho ông ba nuôi sớm có cái chỗ ở. Giờ bên cạnh đó thì cái chuyến này đi thì chích cái tiền quỹ đó. Ủa phải chích nghẹt hết luôn hả? Rồi chích lên không chửi cho ra. Để cho ra rồi hú thấy được rồi sao? Thì trong cái chuyến đi này Sang sẽ chích cái tiền quỹ ra để mua một tấn mấy gạo với lại 165 thùng mì để chích cái quỹ đó ra để đi chuyến này. Thì sau khi mà đi chuyến này về Sang có đoạn clip rồi để mà tổng kết cái quỹ của ai gửi vô thêm và với lại đồng thời nữa là chích giá bao nhiêu thì báo cáo với quý vị luôn là quỹ được gửi thêm là chỗ cô Kiều ở Mỹ có gửi thêm cho Sang 300 đô để hùng vô Mỹ để làm những cái chuyến từ thiện hoặc là cho những người nghèo. Rồi trong đó thì có anh Tấn chị Nguyệt mà đợt trước gửi 500 đô vô Mỹ đó. Thì đợt này anh Tấn chị Nguyệt gửi thêm 200 đô nữa vô Mỹ đó. Thì tổng cộng là 500 đô thêm cộng vô Mỹ nữa. Thì bên cạnh đó thì Facebook của Bình Yên với lại một cái cô mà cũng có đang quan tâm cho cô ba cho chú ba nuôi á thì cũng có nhờ kêu Sang bỏ vô trong quỹ thêm 1 triệu nữa. Thì Facebook của Bình Yên gửi vô 1 triệu thì hai triệu này thì Sang ứng tiền túi và bỏ vô. Thì Sang công bố luôn ở trên này là có hai người này rồi. Và bên cạnh đó thì có một người ở Mỹ nữa hồi sáng mới gọi cho Sang rồi nói gửi vô 100 đô vô Mỹ để mà cho đi giúp người nghèo hoặc đi làm từ thiện gì đó
thì 100 đô này Sang chưa có nhận, khi nào Sang nhận thì Sang mới công bố chung vô luôn. Thì tóm tắt là Sang chỉ là công báo thêm là cái số tiền là thứ nhất là của anh Tấn Duy Nguyệt gửi thêm 200 đô. Anh Tấn Duy Nguyệt đợt trước là đã cho cái chạy người mù này 2 cái cục lọc nước rồi, mà cũng có gửi vô quỹ 500 đô rồi. Rồi đợt này anh Tấn Duy Nguyệt gửi thêm 200 đô nữa phụ vô quỹ, cộng thêm cô Kiều mới gửi 300 đô vô quỹ. Và em Bình Yên, Facebook Bình Yên trong cái lúc của Sang á gửi vô 1 triệu. Và một cái cô lo cho nhà chú ba nuôi nhắn tin trên cái Messenger message cho Sang á, thì kêu Sang ấn tiền cố ra 1 triệu nữa bỏ vô là coi như là 2 triệu. Còn ghi 100 đô mới sáng nay á, thì có một người ở bên Mỹ gọi cho Sang, thì không phải là người đó trực tiếp gọi mà nhờ cái người cháu ở dưới quê gọi cho Sang nói hôn gửi vô 100 đô rồi để mà cho ba nuôi, và 100 đô để cho cái quỹ để mà làm từ thiện. Thì cái 200 này là Sang chưa có nhận cho nên Sang chưa tạm thời chưa công bố. Trước mắt Sang chỉ công bố thêm những số tiền gửi vô quỹ, và sau đó đi chuyến này về tổng hết chi phí bao nhiêu, Sang có một cái đoạn video clip báo cáo tình hình rõ là đi chuyến này chi bao nhiêu, đợt hổm dậy giờ chi tổng cộng bao nhiêu, tổng kết của quỹ là còn lại bao nhiêu, rồi nhận thêm mới bao nhiêu, Sang có công bố rõ cho quý vị để mà nắm trước cái chuyến mà Sang đi công tục. Vì bây giờ tình trạng sức khỏe của ba nuôi thì Sang quay lại là tình trạng sức khỏe ba nuôi, thì quý vị cứ yên tâm để mà cái việc mà ông ba nuôi là bữa mà ông ba nuôi than bệnh, thấy quý vị cũng rất là lo trong ba nuôi, thì thật sự là rất là thương quý vị lắm, thấy ba nuôi như vậy tất cả quý vị khán giả ai cũng lo, cho nên thì mình chỉ nên báo sơ là quý vị là ba nuôi ổn và chỉ bị sốt thôi, uống thuốc rồi là sẽ xong. Rồi sau đó quay lại cái chuyện của hai mẹ con, thì bữa nay thì có cô Nguyễn Nghiêm, cô Nghĩa mà mua cái đàn thờ, mua trang thờ mẹ Quan Âm đồ thờ cho hai mẹ con lau mỏi á, thì cô có điện về kêu với vợ của Sang, cô nói là mua cho hai mẹ con cái giường tầng để hai mẹ con có cái chỗ ngủ, rồi điều đó cũng là điều đáng mừng thêm. Cho nên nó thì Sang cũng đang làm cầu gần đó, thì Sang có chạy tới chạy luôn, có gì thăm thân hai mẹ con, tất cả những cái gạo sau này hàng tháng Sang sẽ cung cấp cho hai mẹ con để mà dùng. Rồi năm ra quý vị cũng yên tâm cái phần của hai mẹ con dùng Sang nhé. Bây giờ Sang chuẩn bị lên đường để mà đi Ninh Hòa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip sau nhé. Thì bây giờ Sang chuẩn bị xuất phát lên đường thôi. Đầu rồi, bây giờ là chất nghẹt hết luôn rồi. Quý vị thấy đi lúc nào cũng vậy á. Bữa nay chất như vậy là nửa xe nha. Nhầm bữa là Sang chất lên tới trên luôn. Đó. Cái xe của Sang á, xe con mà viết cả thành giống như xe tải á. Mà đi chở đầu là kêu hoặc là ta kêu là tải hạng nặng. Xe có chở quy định có mấy người mà chở lúc nào cũng quá tải mấy trăm ký. Cái xe của Sang đặc biệt có một cái Sang đi chở đồ từ thiện á, Sang phải độ cái phục lên cho nó cứng. Đang chở cho nó nhiều. Đó cho nên nó chở không bao giờ mà thấy cái xe mà nặng quá bị lún xuống. Đó, còn tốn tiền để mà làm hai cái phục nhúng. Hai cái phục nhúng rồi độ thêm cái phục hơi, cái bong bóng hơi, phù hơi nữa. Rồi đâm ra chở xe lúc nào cũng chở nặng lắm. Đó. Còn những cái này thì để chuyến sau đi. Đi công tâm, những cái kẹo nè. Đó, để chuyến sau Sang đi công tâm. Đó quý vị thấy đó. Bây giờ mấy thầy trò lên đường thôi. Vừa giới thiệu cho quý vị trong những cái đoạn cung đường đi. Để quý vị xem thêm những cái hình ảnh đẹp ở nước Việt Nam mình còn nhiều lắm. Rồi.